Hello, Vui Cung Oppo xin chào tất cả các bạn nha. Thì trên tay của Vui Cung Oppo đang là chiếc Oppo Reno 10 các bạn. Đây, rất là đẹp nha. Và cầm cũng rất là chắc tay. Và chiếc Oppo Reno 10 này hiện là đang được tích hợp ColorOS 13.1 với nhiều cái tính năng mới và khá là thú vị các bạn. Thì Vui Cung Oppo sẽ giới thiệu cho các bạn ở những cái clip sau nha, về từng cái tính năng được cập nhật mới cũng như là thú vị trên cái ColorOS 1.1 trên Oppo Reno 10 này là như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc là ghi âm cuộc gọi nha. Như cái tiêu đề của Vui Cung Oppo có để là chúng ta không có thể ghi âm được cái cuộc gọi, hoặc là ghi âm thì nó có một cái tiếng đây, ví dụ nha, Vui Cung Oppo ví dụ cho bạn xem. Đây, chúng ta gọi 900 đi. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng. Rồi bây giờ chúng ta muốn ghi âm nè. Để nạp tiền đang được ghi âm phím 1. Đó, thì nó sẽ có một cái đoạn báo là cuộc gọi này hiện đang được ghi âm. Thì chúng ta nghe, và cái người đối diện bên kia khi nghe cuộc gọi thì người ta cũng nghe được cái đoạn này. Thì đâu đó nó cũng làm mất đi sự uy tín hay là cái lòng tin của nhau các bạn. Thì do là cái bàn phím của các cái dòng sản phẩm mới sau này thì sử dụng cái bàn phím của Google, nên nó bảo mật thông tin cũng như là nó phải xin phép cái người đối phương khi mà chúng ta muốn ghi âm hay là quay phim gì đó, thì bên được cái người bên kia người ta cho phép thì chúng ta mới được ghi âm đó. Thì để khắc phục tình trạng này, chúng ta sẽ cài lại cái bàn phím cũ, thì nó sẽ có cái chức năng và cái chế độ là ghi âm tự động nha các bạn. Rồi thì để ghi âm tự động trên cái bàn phím ở dòng Oppo Reno 10 này thì như thế nào, xin mời các bạn hãy bấm like video clip này ha, cũng như là bấm đăng ký kênh để mà cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất, cũng như là ủng hộ Vui Cung Oppo, tại vì các bạn vui thì Vui Cung Oppo mới vui được nhé. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Rồi ok, thì để cài được cái bàn phím này rất là đơn giản thôi. Các bạn vào YouTube kênh Vui Cung Oppo ha. Các bạn tìm đến cái chữ là cài đặt ghi âm cuộc gọi tự động trên Oppo Reno 10 nè. Đó, thì ở phía dưới phần mô tả Vui Cung Oppo có để một cái đường link. Đây, các bạn nhớ ha. Chúng ta nhấp vào cái đường link này. Đó, các bạn nhấp vào cái đường link này. Và chúng ta tải xuống cái app APK này, chúng ta cài vào máy là xong các bạn. Đó. Đây, chúng ta vào trình cài đặt gói. Đó, thì máy sẽ bắt đầu cài đặt. Chúng ta bấm cài đặt luôn. Do máy của Vui Cung Oppo đã bật cái chức năng là cài đặt cái phiên bản không có nguồn gốc rồi. Các bạn nào chưa bật thì chúng ta sẽ bật lên ha. Rồi chúng ta bấm xong nè. Đó, sau đó các bạn thoát ra. Rồi sau khi thoát ra thì chúng ta sẽ test lại xem cái bàn phím của chúng ta như thế nào nha. Đây, các bạn vào cuộc gọi nè. Rồi các bạn gọi thử 900 xem như thế nào ha. Đó, nó sẽ chuyển ra cái bàn phím nè, sẵn sàng ghi âm nè, các bạn thấy không? Đây, chúng ta mở lò nha. Của Viettel, để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Để kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Rồi, chúng ta ngắt đi. Chúng ta thử vào lại cái ghi âm ha. Rồi, chúng ta vào cái ghi âm này các bạn. Đây, chúng ta vào cái ghi âm. Rồi, chúng ta mở lại cái đoạn lúc nãy chúng ta ghi nè. Đây, chúng ta mở lại đoạn lúc nãy chúng ta ghi. Vui lòng bấm phím 1. Để kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Đó, các bạn thấy chưa? Không ấy Vui Cung Oppo sẽ xóa hết tất cả các ghi âm trước đó, cho mình làm lại một lần nữa cho các bạn xem ha. Đây, mình sẽ xóa hết các bạn ghi âm nè. Đây, mình sẽ xóa hết nha. Ghi âm cũng khá là nhiều các bạn. Ở đây thì nó có cái ngày nè. Đây mình xóa đi. Ở đây nó có cái ngày nha. Đây ngày 12 tháng 8. Thì bữa nay là chúng ta xem đây ngày mấy ha. Đây là ngày 14. Đây ngày 14 tháng 8 nha. Rồi bây giờ thử chúng ta coi ghi âm lại cái file ngày 14 tháng 8 xem như thế nào ha. Đó, thì các bạn nhìn thấy nè, nó sẽ chuyển sang một cái bàn phím là sẵn sàng ghi âm, chứ nó không phải là cái bàn phím lúc nãy nữa. Đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel, để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Rồi hoặc là chúng ta có thể nó có thể là ghi âm lại cái đoạn của chúng ta luôn nè. Khi chúng ta nói chuyện thì nó sẽ ghi âm lại luôn. Bây giờ mình để gần lại cho các bạn nghe. Alo lô 124 alo lô. Rồi mình ngắt cuộc gọi đi. Rồi mình vào lại cái ghi âm ha. Đây mình vào lại ghi âm nè. Giờ mình nghe lại xem như thế nào đây. Ngày 14 tháng 8 cái đoạn này là mình mới ghi này các bạn. Rồi mình nghe lại. Đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel, để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Để kiểm tra tài khoản 92, để thay đổi ngôn ngữ, bấm 93, để bấm mất máy, bấm 94. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là đơn giản thôi. Như vậy là chúng ta có thể cài được cái bàn phím và ghi âm được ở trên chiếc Oppo Reno 10. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ Vui Cung Oppo. Và một lần nữa, Vui Cung Oppo xin các bạn hãy bấm like video clip này nếu mà cảm thấy hữu ích. Và nhớ đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất, cũng như là một số cái tính năng thú vị ở trên chiếc Oppo Reno 10 này các bạn nhé. Nó rất là nhiều cái tính năng mới và rất là hay luôn. Thì Vui Cung Oppo sẽ tương tự hướng dẫn cho chúng ta trong cái thời gian sắp tới. Một lần nữa chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.